con tên là Đỗ Thị Trúc Nhi. Năm nay con 8 tuổi, con đang học lớp 3. Con bị cong vẹo cuộc sống, lưng và treo hai chân lại, không đi đứng được. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ vào người mẹ. Con đi học mẹ phải bồng con và ngồi ở trong trường chờ con. Đi vệ sinh ngày nào mẹ cũng bồng con đến trường học, nên mẹ càng ngày mẹ mệt mỏi và đau chân. Không bồng con nổi mẹ thì bệnh đủ thứ bệnh trong người năm ngoái. Con được bệnh viện mổ từ thiện cho con. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Mỹ Tường 2 thuộc xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Cách đây cũng khá là lâu rồi. Cách đây là ngày 2 tháng 7. Bây giờ tháng 12 rồi mọi người. Hơn 5 tháng rồi đó. Là hơn 5 tháng rồi. Thép đã thực hiện một cái video là với một cái tiêu đề là điều ước của đứa bé 8 tuổi sau này lớn lên sẽ trở thành YouTuber nổi tiếng. Bé đó là bé Nhi, năm nay bé chỉ có 8 tuổi thôi mà bé đang bị bại hai cái chân. Rồi trong cái video hôm đó thì Thép đã có trao số tiền cho gia đình là 29.100.000. Mình xin phép đọc tên của Mạnh Thường Quân ở trong video cũ là cô Châu ở Canada 8.400.000, cô Vy ở Úc 10 triệu, vợ chồng anh Đoan, chị Loan ở Mỹ 8.400.000, anh Thuận ở Mỹ là 2.300.000. Tổng Mạnh Thường Quân lại là 29.100.000. Thép đã trao gia đình rồi. Gia đình đang cần một số tiền để đi giải phẫu của chân á, phải không? Đi lại hả? Ấy là chân đang bị liệt để giải mình tới bác sĩ, là bác sĩ giải phẫu cái chân á để cho mình đi lại được á, chứ hiện tại bé không đi lại được. Không biết là 5-6 tháng vừa qua không biết là bé có đi phẫu thuật chưa, thì hôm nay có chuyến đi ngang qua đây thì mình sẽ vào thăm bé Nhi để quay cho tất cả mọi người xem. Hy vọng là tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép nhé. Hành cái này người ta bỏ hả ta? Hay người ta lấy? Ở đây trồng hành á. Ở Mỹ Tường là trồng hành đó mọi người. Đất là đất cát mà. Đất cát là trồng hành đó. Một trong những vị trí mà trồng rất là nhiều hành ở tỉnh Ninh Thuận. Nhà đây ha. Nhà đây. Trồng sống. Nhà chỉ có cây Samoche thấy không? Wow, có trái luôn kìa. Chào chị. Em chào chị. Samoche. Dạ. Lâu quá không gặp, nửa năm đây luôn á. Chứ còn gì nữa. Còn nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Chào em, chào con. Ba đâu, ba con đâu? Vợ chú Thiếp. Đây. Mình đã biết. Để cho đưa cho mẹ. Rồi ba đâu? Ba, má đi ra bài, đi toilet á. À đi toilet hả? Dạ. Thật, mình ra đây mình ngồi nói chuyện cho mát. Ra đây ngồi hay là ngồi ở đâu? Dạ ngồi đây nè, vì đó gió lắm. À, chân bữa giờ có đi phẫu thuật chưa? Dạ chưa không. Rồi đến chân nào đi? Dạ đến đây á. Chào anh. Hôm bữa vô không có anh đó nha. Ủa, chứ chân con hôm bữa giờ chưa đi phẫu thuật luôn hả Nhi? Dạ chưa. Dịch đó đâu dám đi đâu. Cùng tuổi với em á. Gì? Cùng tên. Ơi lộ. Cùng tên mà. Lâu lâu làm con muốn chết không bắt đầu. Biết vợ chú Thiếp luôn ha. Tên... Biết, nhưng là biết luôn à. Có điệp gái không? Có. Rành lắm, rồi gia đình mình tiêm thuốc hai mũi chưa? Dạ tiêm hai mũi hết rồi. À, rồi chừng nào đi Sài Gòn để phẫu thuật cái chân? Ba có nhắn tin lại bác á, bác kêu là vôi mà chưa có chích thuốc á, rồi đây điện xe thiện trí á, nó không có đi. Là bên điện đây... xe bữa nay dễ lắm chị à, nhiều xe nó cũng đi vào ào, bữa em cũng đi Sài Gòn mà. Rồi điện á, rồi chạy vô nhà bà ấy á, nhưng mà cô Mai trong Mỹ Tường á, bà cũng kêu là chưa có bán đâu, khách vắng lắm, chưa có đi vô. Rồi bên đây nó để hỏi si, nghe nó si Tấn Tú đi á. À. Rồi đây hỏi thử. Rồi chạy vô trạm mà sáng á, hỏi ủa chân nào test cái Covid á. Nhà test nhanh á, bà hỏi chân nào đi, nói thì chưa biết nữa, để coi thử có si không á, rồi hễ mà có si á thì vô test rồi đi. Dạ. Ủa nhưng mình test cái đó đâu, mình táo lại mình đi được không? Thì test xong rồi có kết quả là mình đi, có gì đâu. Dạ.
À là đứa năm nay chưa đi không nhỉ? Chưa đi đâu. À bị dịch bệnh á. Qua đây cho nói chuyện với chú. Xin mời. Ủa bên đó có khám bên cuộc sống lưng không vậy chú xíu? Em cũng không biết nữa. Chị phải hỏi cái đó là bác sĩ. Bên này nhắn tin mà không thấy. Bác sĩ tên gì em quên rồi. Tên Tú hay là tên tôi? Để chữ đó không có đọc nó rao. Điện thoại anh đâu rồi? Rồi hôm qua vừa gọi cho bác sĩ rồi hả? Họ nhắn tin nè, gọi thì bác không có bóc máy đâu. Nhắn tin là bác chữ thì cứ vô đi. Vô thì khám bệnh chấn thương chỉnh hình á. Bên đây nói thì mà có gì vô thì cô gọi cho bác nha. Ông nói ừ. Gió lắm. Bữa nay rút nước rồi chị. Kiếp được nó tó thui à. Gọi cho bác sĩ hỏi thử coi. Có ăn miếng không không được. Con chào bác. Sao mẹ có bên bác sĩ yếu gì ta? Cái gì mà quẻ cái tay này vậy con? Má học online vậy mà cấp điện. Ủa học online hả? Dạ. Cấp điện không mới học được, không có mạng. Con chào bác. Ê. Để mẹ. Mai con bên con có cái ca cô bé Nhi này vô phẫu thuật cái chân đó bác ạ. Ô mẹ bác sĩ yếu quá, gọi sim luôn. Mình theo chú Thiếp đi nha, chú Thiếp ở nha. Có một cái mục là 8 tuổi thôi, rành ghê lắm. Chú Thiếp có gửi thư rồi cho chú Thiếp rồi nữa. Chú Thiếp có điểm áo cho con. Nó chơi chú Thiếp điểm áo thôi. Điểm áo hả? Để chú Thiếp coi thử trong xe chú Thiếp còn cái áo nào nha. Thích áo hả? Nhắn tin kêu bữa nào chú xuống thăm con chú nhớ cho con cái áo. Mà áo chú nó to quá sao con mặc? Cắt giá. Cho em mua hai cái áo đi. Mặc đồ tập với người yêu. Trời ơi, người yêu. Có người yêu rồi. Ủa có người yêu rồi hả? Dạ. Người yêu con tên Huy, Lê Gia Huy. Ủa cũng tên, cùng tên với chú luôn rồi. Chú tên gì? Chú Thiếp tên gì? Phan Đình Huy. Chú tên Huy. Ở nhà mà có người yêu luôn, giỏi vậy ta? Dạ, học online xong nhắn tin. Xong hỏi bạn thích ai nhất trong lớp, xong nói bạn. À, vậy hả? Trời ơi, đưa cái mic là phải kể chuyện mối người yêu rồi. Quận Ban Tiên Chân, thành phố Hồ Chí Minh. Không có hai người yêu cũ rồi. Hai người yêu cũ luôn hả? Kể chuyện coi là người yêu thứ nhất là quần sau quen sao? Người yêu thứ nhất là con trao game xong con gặp xong ổng tỏ tình. Ừ, tỏ tình ổng là tỏ tình ổng tỏ làm sao? Nói rằng là nếu như mà như ta con cũng quên luôn. Ông tỏ tính mà con quên luôn. Rồi người yêu thứ hai. Người yêu thứ hai tên gì con cũng quên luôn mà. Trong cái bữa là đang chào tự nhiên có bà kia bà tên bà lớn hơn con rồi. Ừ. Mà bà kêu là hẹn hò đi bay, hẹn hò đi, không hẹn hò tao lấy kiếm tao chém bay. Xong bắt hai con hẹn hò. Bắt hai người hẹn hò hả? Ừ, tức quá lấy súng giật hò bà xong nó chạy mất dép luôn. Ở trong game á hả? À dạ. Cho game cho. Ở đây cho game. Rồi người yêu thứ ba. Thì yêu thứ ba là con đang học online xong con nhắn tin với bạn ấy. Xong là con hỏi là Huy ơi cho mình hỏi cái này nha. Xong bạn ấy nói là ok, xong hỏi là bạn thích ai nhất trong lớp, xong nói là bạn đầu tiên là nói là không biết, xong nói là mình thích Trúc Nhi. À là thích nói luôn. Nói là hai đứa tỏ tình nhau. À. Đi trai phải thích luôn mà cô học, không học online cũng tỏ tình được học. Xong rồi hết kết thúc rồi đâu nhắn tin. Đúng rồi nhắn tin giờ đâu. Học xong rồi bắt đầu kết thúc trong vòng mấy kết thúc rồi. Mà nhắn tin hả? Mở nhạc mà nhảy gì mà nhảy nhảy. Ủa rồi mấy tin nhắn mà Nhi gửi cho chú là mẹ gửi hay là con gửi? Dạ con gửi mà. Con gửi con nhắn gì luôn á hả? Dạ. Để con nhắn mà con đâu biết đâu, con nhắn thiệt lụi luôn. Dạ. Nhắn một vòng xong luôn. Để nhắn con. Một vòng xong. Để coi con nhắn gì mà chú đọc hiểu để con đọc cho khán giả nghe nè. Con mới học lớp 3 nhắn không kỹ. Nè, rồi đọc đi. Chú Cấp. Thép ơi, ở chỗ chú Thép có bị lũ ngập nhà không chứ ở dưới con ngập hết trơn. À, nhà bà ngoại con nước xó nó sấy gần sắp sập chân kiềng nhà luôn. Con thấy tội nghiệp bà ngoại con quá. À, bà con nổi mè sợ sập. Nhà con kêu bà ơi đừng có buồn sập thì nó sập rồi bà có nói mới cất nhà lên chưa trả tiền hết mà
năm nay cất được cái nhà thì mừng lắm. Cháu năm nay nên thượng bị thiệt hại lắm. Bị dịch corona chưa hết, giờ đến lũ lụt nữa cả nhà. Con mới bị cách ly vừa xong được hết. Đọc hết rồi con. Con ghi cho cố vô là con đọc hết mở rồi. Lũ lụt nữa cả nhà. Con mới bị cách ly vừa xong. Khổ lắm chú Thép ơi, không làm gì ăn được hết, chắc chết đói quá chú Thép ơi. Đã vậy con cách ly 14 ngày nữa, không có tiền ăn luôn á chú Thép. Nhờ mấy gì cho gạo, rau, gạo cá rau, củ, quả, ăn đỡ con. Chúc chú Thép luôn luôn trẻ đẹp trai và mạnh khỏe để con đi giúp đỡ cho bà con gặp nhiều khó khăn. Con không biết khi nào bà cô Vì bả đi. Con không biết khi nào bà cô Vì bả đi. Dạ, cô Vì mà cô Vì không ra não luôn, cô Vì thấy rụi. Bả đi hết để con còn đi phẫu thuật đôi chân của con nữa. Con chúc hai vợ chồng chú Thép hạnh phúc bên nhau nha. Rồi chú Thép trả lời sao? Đọc của chú Thép trả lời sao? Nhà chú cũng mưa lớn lắm. Chú cảm ơn con nhiều nhé. Rồi con trả lời sao? Dạ con cảm ơn chú Thép nhiều ạ. Mưa mà cứ kéo dài thì như vậy là chắc chết quá chú Thép ơi. Không chết được đâu con. Đó thấy không? Chú nói là không có chết được đâu. Dạ không chết được nhưng mà con chết chứ không mất người yêu. Sao chết được? Nào nhớ người yêu tha cũng chết rồi. Yêu. Ba thằng ra. Ủa nhớ người yêu hả? Dạ. Sao lưng mà đứng cong cong vậy? Nó trẹo lưng hả? Bác sĩ Nam cũng kêu vô. Trời ơi sao trẹo lưng rồi con? Thứ hai đi đầu tuần đi vô. Đâu đâu con quay lưng rồi cho khán giả xem cái lưng nó trẹo luôn rồi. Nó cái lưng trẹo luôn. Sao con ngờ nó trẹo hay sao vậy? Hay là cái bệnh bẩm sinh vậy? Bị hư rút tai nạn rồi xong nhất tới giờ nó bị vậy luôn à. Rồi đó nó mới rút cái chân nè. Cái vụ mà tai nạn ngày xưa mà chị kể cho em á, chị kể lại cho em cho khán giả nghe cái lý do tại sao con chị bị vậy. Lúc đó được 11 tháng mà đây chở cỡ đổ bên biết không ấy, rồi chở xe máy á. Rồi nó bị mé cái chân chống á, nó ngã xuống nó tí. Rồi xong rồi không có không làm chân nè. Mấy đi ổng về là ổng chở đi lên tỉnh Ninh Chữ á. Chốc phim thì nó chuyển lên tỉnh. Ninh tỉnh nó nói là bị đụng dập đầu gối đâm bộ. Đằng sau về nhỏ nó không có đi được nữa. Nó lết ra xong từ cái lưng nó cong về là cái chân nó cong theo luôn. Có nghĩa là bị tai nạn. Cái này thì em mà nó tự là cháu nó bò đi được. Nó đứng được là nó bò lên cấp nó đi cho người đẩy nó bò đi xa lắm. Cho cái sau này cái lên cái lúc mình chuyển tỉnh mình mới mở này cái lên cái ông nói bị ấy rớt gì cái đăng ra cái sau này là cái nó bị dậy luôn, nó lết luôn rồi cái đi Sài Gòn. Rồi sau này hai chồng cũng ráng lo mượn rồi đi biết bao nhiêu đi cũng thiết không biết cái gì là cái gì hết. Dạ. Trời ơi, nhà hai chồng có đứa con này hả? Con đứa đó rồi, con đậu dám sành rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ làm đứa nữa chứ. Ủa Nhi, dạ. Hôm bữa con nói nhà con cách ly là nhà con bị F0 hả? Dạ, mẹ con F1, con F2, ông ba con F2. À, vậy chú F4 hả? Dạ, cách ly xong rồi. Cách ly xong rồi. Rồi có sốt có đồ không? Dạ không. À, là không có bị gì hết chỉ. Dạ, bỏ nợ nha, rồi thấy không có đi biển đồ á. Tới quá gió quá rồi nó đi ba đi nè. À. Thanh đi ba sao gặp cái ba đó và bị F0. Xong rồi. Cũng sợ. Mình đi khai. Mình cũng sợ là đi khai là người ta cách ly nửa tháng hả? Dạ. Rồi cách ly đó mình có trả tiền ăn cho người ta không? Dạ không ông, ở nhà mà. À, cách ly ở trong nhà hả? Giờ nói ông thì dẫn con này đi luôn. Nên lên đó khổ á, nó coi xin ở nhà. Ở nhà còn mấy cái kia thì người ta đi lên nhà trường người ta cách ly. Rồi rồi, khổ quá xin ở nhà. Rồi bây giờ là định là mai đón xe đi đúng không? Dạ. Mà chưa có kế. Nhi, mai đi hả con? Mai đi nha. Mai đi thì vô đó. Tối đi đi hả?
Tối đi coi có xe này. Tối vô gặp con Yên, cũng vô gặp con Yên, nhớ con Yên quá. Người yêu ở đâu? Người yêu ở đâu? Thành phố hả? Dạ không, người yêu ở quê. À, ở quê, quê con ở đâu? Số 3, mất hít. Mất hít gì chú luôn đế. Trời. Chê chàng rể không? À, chê. Chê chàng rể không thì tạo. Nghe nó thân thiện đẹp trai quá. Ờ, bác ơi, bác sĩ ơi, mai có cái ca bé Nhi vô á. Mà tối nay bé Nhi đón xe đi vô chắc là ngày mai tới chỗ nha bác sĩ. À, nó đi từ đâu? Đi từ Ninh Thuận vô bác à. À, đấy, à rồi. Mai vô rồi. Dạ dạ. Rồi thì vào cũng khám xong rồi là kiểm tra sức khỏe xem thứ nhất là khám là xem là nó là bệnh lý như thế nào. Dạ. Dự kiến là mình sẽ làm cái gì. Dạ dạ ok. Ừ. Dạ thì có gì mai vô là có gì bác sĩ khám xong rồi có gì thông báo với gia đình giùm con nha, mai mẹ dẫn nó vô nha. Dạ dạ ok. Con chào bác sĩ nha. Dạ. Nha. Dạ dạ ok. Bác sĩ này là chuyên mổ chân phẫu thuật cho những người đi bốn chân á. Bên đây giờ mình thấy mổ con bên đây ám ảnh không ạ? Ở Sài Gòn á. Nên xử lý cái đầu gối là con nợ soi á thì nó chỉ soi hai bên đây. Ừ. Thầy mổ mấy người mà đi bò không, người ta còn mổ còn đi đứng được là thầy khớp á. Bé Nhi này đã từng phẫu thuật, đã từng mổ rồi chứ không phải là chưa đâu mọi người. Nhưng mà mổ kiểu mình chưa được thành công hay sao á, nên nó vẫn còn lết. Bây giờ con lết được không? Dạ, nó bị chảy, nó bị đau. Đâu con lết cho chú xem. Bị chảy chân sao? Chân. Sao vậy? Hay bị chảy chân? Chân ấy bị đau khổ. À. Nhưng mà sau này đi mổ hai chân thì nó không có lết nữa, nó đi rất là lâu. Nếu mà từ trong phòng này mà nó muốn đi ra về đây là phải mất giá thì phải khoảng 15 đến 20 phút mà nó lết nhanh nhanh lắm. Con đi thử cho khán giả xem vài bước coi. Con đi thử coi. Con lết thử coi. Lâu. Là thường ngày con lết sao? Đau chân lết lâu. Đau chân à, nãy nó sao bị chảy chân vậy? À. Lết vậy hả? Lết vậy đó, eo qua eo lại đó. Chưa đi mổ thì nó lết nhanh. Nó eo qua eo lại, cái lưng nó trẹo luôn. Cái lưng nó eo như nè. Đã xương nó non, bây giờ nó đang phát triển mà nó kiểu mà trẹo cái gì thôi. Dạ. Anh qua đây ngồi chơi. Em hỏi anh cái này cái. Để cho chú mượn cái này nha. Anh chồng đẹp trai, ba con đẹp trai quá nhỉ. Đẹp trai giống chú ghê luôn á. Cười. Rồi thường ngày anh làm cái gì? Dạ em cũng đi làm cho người ta đồ số IQ gì làm nấy rồi vậy. Nhưng mà cụ thể anh làm cái công việc gì nhiều nhất? Dạ em đi biển. À đi biển không? Ba vô đây luôn. Ba vô đây. Đâu chân công. Anh vô đây. Anh ngồi xét vô cho. À anh là công việc anh đi biển là nhiều nhất hả? Đi biển đánh cá rồi hả? Dạ đúng rồi. Ngày kiếm được khoảng nhiêu tiền? Đó mình không biết được không, mình đi xuống mà mình muốn đi hợp đồng mà đi tháng á thì thường thường người ta mướn cho mình là một tháng như 4,5 triệu có, 5 triệu có. Yeah. Đó rồi người ta cũng lo ăn là thuốc men đồ đầy đủ vậy. Yeah. Còn mình đi không hợp đồng là mình đi một tháng xuống mà ta có nhiều ta chia nhiều, có ít ta chia ít. Là tháng tổng thu nhập của anh á là một tháng cũng được 5 triệu không? Dạ cũng có, trừ ăn uống chi phí mà 6 triệu cũng có, tháng 2 triệu cũng có, nó tùy theo. Rồi vợ anh là bây giờ là cứ ở nhà chăm cho bé Nhi vậy thôi, đâu có đi làm gì đâu hả? Không đi làm số hơn, nhiều khi em không đi làm thì vợ nó đi ra cái giữa đây nó làm bậy bạ rồi. À, hai vợ chồng ở nhà, vợ thì chăm bé Nhi không có đi đại tiện rồi được. Dạ. Con phải đi, đi vô tả không Nhi? Dạ. Con đi tả là mẹ bỏ không? Nó đau tiểu thì lấy bô. À lấy bô hả? Rồi. Rồi ở nhà mẹ phải chăm bé, rồi ba đi biển. Một tháng tổng thu nhập của ba thì chia sẻ thì được 5 triệu có, 2-3 triệu cũng có. Rồi có số tiền hôm bữa em trao cho chị bao nhiêu tiền chị nhớ không? Nhớ. Bao nhiêu? 29 triệu 100. À, rồi số tiền đó hiện tại bây giờ nó còn bao nhiêu tiền? Đúng 29 triệu chị. Còn đúng 29 triệu hả? Không dám, có tiếng ăn đâu có dám nữa. Nửa năm nay rồi mà vẫn còn giữ, kỹ ghê luôn á. Mọi người nửa năm rồi vẫn còn giữ số tiền 29 triệu đó. Làm cái gì á, bỏ vô đâu có dám động đậy. Ở đây không có tiếng ăn rồi đấy, xin ra tiệu mua sữa của đâu nó không dám. Tính ra mẹ con giữ kỹ á Nhi. Ừ, giữ kỹ lắm hả? Cái món đồ chơi nào mà con giữ lâu nhất? Dạ con giữ một thùng luôn. Một thùng luôn hả? Ở đâu luôn? Đồ
của nó là nó không bao giờ nó cho ai. Nó, không bao giờ cho ai? Dạ. Nó đồ cháu của nó là nó cất bên nhà cũ kia. Con nói thơ, con có con cho mấy đứa im con ở ngoài nhà nào đâu bớ. Mà nó cũng không là không luôn. Cho nữa, không có giữ kỹ nó mới cho đâu. Ừ. Không, con phải để cho im gái. Bây giờ chú, nếu mà chú cho con cái áo cứu nắm sắt của chú, con để làm gì? Hả? Để làm gì? Để khoe hả? Vậy có phê với bạn trai không? Dạ có. Có không? Nè, bữa con kêu là mua cái gì á? Mua cái máy gì để quay giống như chú Thiếp á. À, máy quay đúng không? Mua máy quay hả? Chú Thiếp nghe vậy? Đâu, từ, chú đeo mic cho con nói cho nó to. Sao mà con mặc áo này khó đeo mic quá ta? Rồi, ok. Rồi, nói sao? Dạ, con định mua một cái máy quay, một cái máy tính, một cái điện thoại để quay. Ừ. Máy gì, máy tính gì mà nói cái quay? Ờ, máy tính iPhone 13 vừa vô mắt. Ờ, ngon, cái đó ngon á, cái đó quay được á. Rồi sao nữa? Ờ, điện thoại iPhone 13 vừa vô mắt. À. Giống của cô Nhi á hả? Cái điện thoại giống của cô Nhi á hả? Dạ. Phải không? Không biết bao nhiêu tiền luôn. Đâu, cái điện thoại của cô Nhi không biết bao nhiêu tiền đâu. Cái này đúng không? Cái này phải iPhone 13 Pro Max không? Thì con không biết nữa. Nè, nó có 3 Max nè. Cái này cũng không có nhiêu tiền hết đó con. iPhone 13 Max đã sao đâu, nói gì chứ. Anh nói gì hả? Nó có biết không? Cô nhớ là nó phải có một cái hình iPhone, một cái hình cái táo xong để 13. À, để 13 rồi con. Con ước mơ của Nhi làm gì? Nói cho con chú nghe coi. Dạ, làm YouTuber. YouTuber là sau này con làm gì? YouTuber để con làm cái gì á? Dạ, con làm về game, là đi giúp đỡ mọi người. Ừ. Làm về game. Làm về chơi game, như là con, tại sao con thích làm game? Tại vì là con làm game á là con nhiều fan hơn. Ừ. Con vô một phát là fan con nó buông một đống luôn. Rồi, sao nữa? Rồi có tiền đi giúp đỡ người nghèo hả? Dạ. Con không muốn làm gì chú không? Dạ, muốn chứ. À, vậy là con ráng phẫu thuật chân, sau này con lớn lên này vô tem của chú nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi lúc đó là vô tem của chú là làm, là chú đào tạo cho con, là sau này con chú lập kênh YouTube cho con làm. Dạ. YouTuber nha. Dạ. Đồng ý không? Bắt tay cái làm nhanh gọn nè. Ok. Dạ. Mấy cái kênh là của chú Thiếp mà ấy á, là nó cứ không à. Mình cái tiếu á. Vậy là giờ bữa đó là chân rồi là lặn hết rồi, là vô tem của chú nha. Dạ. Rồi xong chú đào tạo khoảng 1 năm rồi con về con làm kênh để con giúp đỡ người nghèo nha. Sao dạ. Tay con cong dưới ta? Dạ đâu. À. Tay này yếu lắm. Chống quá như cái giá. Đúng rồi. Chống quá nào. Nó chống cái xương nó gì nè. Xương nó yếu mà nó chống quá. Ước mơ của bé Nhi là trở thành YouTuber nổi tiếng. Dạ. Chứ con không định con đi học đồ, lên đại học đồ à? Dạ không, con học tới lớp 5 con nghỉ. Ủa sao giống chú vậy? Ủa, con đâu biết. Con đâu biết. Sao con học lớp 5 con nghỉ à? Tại con nhớ bạn với bạn trai nó sợ xa cách nhau. À, sợ cách xa cách nhau. Nói gì có cái tài nói này. Ôi trời ơi. Lo học lo đồ ấy chứ. Cho nó giỏi rồi lên bạn trai từ từ cũng được. Dạ. Ừ. Nhưng mà sợ ép ai. Làm sao mà con có kiến thức ở để con đi làm công việc xã hội được. Dạ có, con mới biết nhắn tin mà. Biết nhắn tin hả? Nhưng mà làm sao mà con đứng lên con phát biểu với 1.000 người, 1.000.000 người. Ừ. À. Con học phải học tới đại học rồi con mới đứng con phát biểu như chú rồi dịch được chứ. Ừ, đúng không? Hả? Sao mẹ ảnh đấy? À, ý là khi mà Bí Nhi đi học á, là Bí Nhi sao Bí Nhi kể cho khán giả nghe. Sao mẹ ẩm bồng đi học. Ừ, ẩm bồng đi học rồi mẹ ở đi học, mẹ ngồi học với con luôn. Dạ không, mẹ đi làm. Xong tới buổi á, mẹ về mẹ xi tiểu con. Ừ, xong đi vệ sinh cho con mua đồ ăn. À. Rồi khi mà con trong lớp mà con đi vệ sinh là ai sẽ là người bồng con? Dạ mẹ luôn. Có nghĩa là anh chú nói là mẹ đi ngồi đó với con mà, đúng không? À, mẹ phải ngồi ghế đá trong con học. Khi nào mà con đi vệ sinh là mẹ vào mẹ ẩm bồng con. Đó, khán giả nghe xúc động không? Sợ mẹ ẩm nhiều. Chứ con là con muốn nghỉ học hả? Ừ. Dạ không, sợ mẹ ẩm không nở. Sợ mẹ ẩm không nở, vì lúc đó con bự hơn mẹ nữa. Đúng không? Bữa nay con cao một 1m53. Bữa nay là 1m53 rồi. Con sắp qua ngực mẹ luôn rồi. Ui trời ơi. Phải không? Đi ráng đi. Dạ phải. 1m53 luôn hả? Nên
đúng rồi, tới đây đây là nó có cặp chân á. Thì em 1m57 nè. Coi đâu nó lộn. Nó có cặp chân nó đúng, tới đây bên đây cao 1m55 nè. À rồi rồi rồi, cao gần bằng mẹ luôn, sợ giờ bữa nữa là 2 năm nữa rồi chắc hơn mẹ luôn. 2 năm nữa hơn mẹ, là lúc mẹ hết ầm bồng con nọ. Ý là bé nó đang suy nghĩ là sợ mẹ lớn lên mẹ bồng con không nổi. Bữa đặt cái xe về trên mạng á, anh kêu 1 triệu mấy mà không có được rồi. Nó muốn đẩy đó cho nó dễ, xe lăn thì nó khó quá ấy. Đẩy nó khó. Cái điện thoại đây, hôm bữa là thép trao gia đình số tiền là 29.100.000. Và sau khi video đăng tải thì cũng có như là mấy cái mạnh thường quân nữa, để chú xem lại coi chú lầu đây. Bây giờ cái này là những cái người cho con đợt sau á, con đọc cho chú nghe coi. Anh Vẹo ừ. À, ủng hộ đợt 2 anh Vẹo Chim Cảnh 1 triệu. Chị Minh Yên ở Mỹ. Minh Yên ở Mỹ 200 đô, 4.600.000 Việt Nam đồng. Vậy là chứng tỏ là con coi video chú rất là nhiều luôn á. Con biết là 200 đô là 4.600.000 luôn. Con cũng biết cái gì luôn. Anh Vẹo bán chim cảnh. Là hôm bữa là sau khi chú đăng video đó thì anh Vẹo có lên nhà chơi, rồi anh Vẹo gửi cho 1 triệu. Rồi chị Minh Yên ở Mỹ gửi cho 200 đô la Mỹ là 4.600.000 đó. Nó học tiếng Trung xong. Nó học tiếng Trung xong hả? Trung là tiếng gì? Dạ tiếng Trung Quốc. Bữa giờ là nó học tiếng đó. Bữa giờ học tiếng Trung không hả? Dạ. Đọc cho khán giả nghe dài câu nghe chơi coi. Nỉ hảo bả. Tiếng Anh thì không chịu học luôn. Tiếng Anh biết mà. Hơi biết nhiều từ. Quả hẳn hào đi nó. Dịch hết ra luôn. Rồi sao là sao? Con nãy con nói mấy tiếng là sao? Nỉ hảo bả là sao? Ma. Con cũng biết dịch nữa, nó kêu con học chứ nó không có kêu con dịch. Sao con tức quá. Vậy là bây giờ cái số tiền hồi nãy là đâu nằm đâu anh quên rồi. À đây lấy cho anh 5.600.000 đợt 2 nha con. Hôm nay ngày mấy chú? Ngày mấy ta? Bữa nay là ngày 9. Tháng mấy? Dạ tháng 12. Rồi ok, chuẩn luôn. Ngày này cũng học hết luôn tiếp. À. Hôm nay cô cho con nghỉ. Năm triệu 600.000. 5.600.000 không có, đưa 700 cũng được. Đó, đủ rồi đó. Đủ đó hả? 1, 2, 3, 4, 5. 5.700.000. Này Nhi này, số tiền 5.700.000 mà chú Quẹo tặng con với lại chị cô Minh Yên ở Mỹ tặng con. Dạ. 5 triệu. Cảm ơn chú Quẹo. Cảm ơn cô Minh Yên ở Mỹ đã ủng hộ cho con đợt 2. Ừ, rồi con sau khi đi phẫu thuật về thì con... Sau khi con đi phẫu thuật về thì con sẽ làm YouTuber đi giúp bà con. Ừ. Những người khó khăn hơn con. Rồi, sao nữa? Con nhất định sẽ trở thành YouTuber nổi tiếng. Rồi, ok. Chú sẽ cố gắng lăn xe con, miễn phí luôn. Dạ. Rồi ráng cố gắng nha, chú hứa với con chứ không phải nó giỡn đâu. Sau này mà con đi được đi, rồi con đi làm chung với chú nha. Dạ. Ừ. Rồi con muốn học hỏi gì chú chỉ cho con. Dạ. Để cho nó ở nhà với lại. Ừ, ở nhà chung với chú cũng được. Muốn về thì về, muốn thăm mẹ thì về thăm mẹ nha. Dạ. Ừ. Rồi ráng cố gắng gia đình đi vào phẫu thuật đi. Nãy chú cũng đã nói bác sĩ ok rồi đó. Chụp cho chú tấm hình này để chú gửi cho bác sĩ nè. Chú gửi cho bác sĩ, mai bác sĩ biết mặt của con rồi bác sĩ dễ. Xin nó xuống đây nó đó luôn hả chú Thiết? À không có đâu, mình phải lên đó chứ. Lên trang hả? Để chị cứ gọi cho xe rồi coi xe nó, nếu mà nó xuống nó đón được thì nó đón. Chú bữa nay chú quên đi máu rồi nhiều.
Ủa sao chú thiếu rồi? Sao chú chưa ngọt tới vậy chú thiếu? Chú cạo mà sao chú ngọt được? Ủa? Gì vậy vậy? Sao ba con cạo mà ba con ngọt hơn mấy năm trời luôn rồi? Ngày nào chú cũng cạo hết sao ngọt? Trời, hỏi đọc kỳ nè. Ngày nào chú cũng cạo lấy gì đâu mọc? Quá trời hết. Bây giờ chú, bữa nay chú quên đem áo rồi có buồn không? Dạ không. Bữa sau khi mà con đi phẫu thuật về chú xuống lại chú đem áo nha. Dạ. Nha. Chứ dạ. Bây giờ chú đang mặc có cái áo mà chú định cỡ ra tặng con luôn mà bây giờ chú đâu có áo đâu chú thay đâu. Vợ chồng em cảm ơn Mạnh Hình Quân giúp đỡ cho con em để đi mổ. Anh chị cô chú Mạnh Hình Vân giúp cho con em để đi mổ được ca mổ tay chân của nó. Thì vợ chồng em cảm ơn mặt tiền Mạnh Hình Vân nha. Dạ. Dạ. Dạ được rồi anh. Vô vợ chồng em cũng thay mặt cảm ơn anh Vẹo với lại chị Yên á đã ủng hộ cho em đợt 2 để có số tiền đi mổ chân cho bé. Dạ. Em cũng xin cảm ơn đã giúp đỡ cho vợ chồng em. Cái danh sách đợt 1 và đợt 2 thì Thép sẽ để trên màn hình. Nãy giờ mà tất cả mọi người đang xem á thì cũng có những cái Mạnh Thường Quân mà họ chưa có xem cái video trước á thì mình sẽ để chung cái danh sách luôn. Thì Thép cũng thay mặt gia đình cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Một số tiền rất là lớn, bữa 29 triệu, hôm nay là 5 triệu mấy nữa, là tầm 30 mấy triệu rồi. Hy vọng là số tiền đó đủ cho bé Nhi mổ chân. Mổ chân rồi sau khi mà bé Nhi đi đứng được thì chú sẽ nhận bé Nhi để cho bé Nhi đi học. Sau khi bé Nhi học đồ hết lớp 12 rồi bé Nhi có kiến thức rồi, nếu mà nhà bé Nhi không có điều kiện nuôi bé Nhi đi học nữa thì chú sẽ nhận bé Nhi đi làm chung với chú nha. Dạ. Ừ. Hứa nha. Dạ. Rồi dễ học giỏi mà con mà học lớp 5 mà con là chú không có nhận con được. Tại không, con không có kiến thức vô làm với chú đâu có được đâu, đúng không? Chú ít nhất là chú cũng học lên tới đại học chú nghĩ chứ không phải giỡn đâu. Chú mới làm được YouTube chứ. Con học lớp 5 mà sao con làm YouTube được? Nghe không? Ráng học đi. Ít nhất là phải con học lớp 12 thì con mới là được làm YouTuber được. Nghe là chú với chú nói không? Ừ. Rồi cố gắng lên nha. Ok. Véo cái nữa nè. Rồi cố gắng. Ok. Đấy. Rồi bắt tay với chị cô Nhi cái rồi. Béo tay với cô Nhi. Thấy chưa? Thấy cô Nhi vô vai chưa? Có chúc cô Nhi gì không? Chúc cô Nhi luôn luôn mạnh khỏe. Ừ. Luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trẻ đẹp luôn. Rồi ok. Luôn may mắn. Cảm ơn con rất là nhiều. Rồi con có những lời gì chúc khán giả và Mạnh Thường Quân không? Con chúc khán giả luôn luôn may mắn, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn bình yên, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc đời. Con xin hết. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye em con. Tay con yếu hả? Cầm nó, cái tay nó cầm tay bé yếu. Rồi.